Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện tuần 13, bộ sách lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo, tập 1, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện Loài chim học xây tổ. Các em cùng lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa ngày xưa, khi mà các loài chim còn chưa biết cách làm tổ, Phượng Hoàng đã mở lớp dạy các loài chim về cách làm tổ. Nó nói, làm tổ không dễ đâu. Mới nghe đến đây, gà rừng đã gật gà, gật gù, rồi ngáy khò khò. Phượng Hoàng tiếp tục say sưa hướng dẫn mọi người. Trước hết, phải tìm cây có chỗ chạc ba, rồi tìm những cành dẻo, uốn cong lại, đan thành một cái rổ con. Cú mới nghe đến, tìm nơi làm tổ trên cây, đã nghĩ làm tổ dễ ợt. Nó cười rộ lên rồi bay đi. Phượng Hoàng vẫn tiếp tục hướng dẫn cách làm tổ. Én vẫn say sưa, lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng. Sau khi tổ đã bệnh xong, én dùng đất sét trát lại, rải bên trong một ít rơm mềm. Nó cảm ơn Phượng Hoàng, cúi đầu rồi bay vút lên trời xanh. Thế là các loài chim bắt đầu làm tổ. Gà chẳng nhớ chữ nào trong đầu, nên loài người làm tổ sẵn cho nó. Cú không nghe giảng đầy đủ, nên cũng chẳng có tổ. Cú phải sống trong những hốc cây tối tăm. Chỉ có Én, một học sinh chăm chỉ, đã làm nhà mình theo đúng cách. Nhờ đó, tổ Én luôn luôn xinh xắn, ấm áp. Theo truyện cổ tích Ấn Độ, các em thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em nhận thấy tính cách của các bạn trong câu chuyện như thế nào? Bạn gà rừng, bạn cú và bạn én đã học cách làm tổ ra sao? Các em hãy comment bên dưới để cô biết nhé. Bây giờ, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và thực hành kể lại từng đoạn của câu chuyện theo từng bức tranh nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.